đường ẩm thực đố bạn món bánh mì tiếp theo đến từ đất nước nào nhé. Món này có tên gọi là bánh mì Hokkaido. Chà, nghe tên là biết quê hương của người bạn này ở Nhật Bản rồi đúng không nào? Bắt nguồn từ hòn đảo xanh ngát, những thảo nguyên tươi tốt cho bò sữa. Chiếc bánh mì mang tên vùng đất này lúc nào cũng sực nức hương sữa. Cho bột mì, men, bột sữa, mật ong, muối, trứng vào âu rồi trộn đều. Đừng quên cho whipping cream vào trộn cùng cho đến khi bột đạt. Chọt khối bột vào tô, bọc kín lại rồi ủ trong 1 tiếng. Nhìn xem, bột nở rồi kìa. Và thì cùng học đầu bếp cách tạo hình bánh nha. Xe bột, cắt khối, dàn tròn. À, hôm nay chương trình sẽ có chút biến tấu đặc biệt cho chiếc bánh mì sữa bằng nhân cream cheese nhé. Thịt quá phải không? Bọc bánh lại thành viên tròn rồi xếp vào khuôn như thế này. Thêm một lớp bơ chảy nữa rồi đem bánh đi nướng thôi. Trời ơi, ước gì khán giả có thể ngửi được mùi thơm từ lò lúc này. Chiếc bánh mì Hokkaido mềm thơm mùi sữa. Lớp ruột tơi nhẹ lại đầy ắp nhân phô mai thế kia. Ai muốn cắn một miếng thì giơ tay lên nào.